Anh nằm từ khối bình thường nhất. Thời gian là lên TV đúng vậy hả? Và đặc biệt nếu như ta đã mất quyền thức. Bảy mấy gặp khối 15 rồi đó. Thế là phân gian hỗ trợ các bạn ạ. Xin chào, quay trở lại với channel mình và mình là Hugh BK. Ở thời điểm mà cầm iPhone 14 Pro Max là mình đã muốn làm video trải nghiệm camera rồi. Nhưng mà tới khi iPhone 15 Pro ra mắt thì đây là một chiếc máy mình thực sự ấn tượng với những gì mà nó đang có. Ở trên 15 Pro và 15 Pro Max năm nay thì cũng có khá là nhiều điểm đáng quan tâm như là con chip A17 Pro. Hiện tại thì trên hai chiếc máy này đang có một cái mức giá khá là tương đương và cái cụm camera cũng giống nhau. Chỉ riêng trên iPhone 15 Pro Max thì sẽ có thêm một cái cam Tele 5X. Nhưng mà tiếc một cái là trên iPhone 15 Pro của mình chỉ có cam 3X thôi. Cho nên là mình rủ Andrew theo, tại vì Andrew có iPhone 15 Pro Max. Thế nên là mình sẽ xài ké Andrew. Và tất cả những cái tư liệu trong video này sẽ chủ yếu đến từ iPhone 15 Pro của mình. Khi làm workshop rồi đấy, ok. Đấy, tôi đang có mặt ở Đà Lạt, chúng ta làm workshop. Nên em quay phim bằng điện thoại. Nhưng mà điện thoại nó hơi cộng gần nha các bạn. Nó chưa gắn thêm mic với cả đèn á, thêm cái đèn nhỏ nhỏ đèn đây, sau thêm cái top handle nữa. Thật sự là ở video này mình muốn chỉnh màu ít hơn so với những cái video mình đã từng đăng tải trên TikTok hay là Facebook của mình, để cho các bạn thấy được chất lượng thực sự trên iPhone 15 Pro mà mình đang cầm. Tính tới thời điểm hiện tại thì mình cũng đã cầm trải nghiệm được đâu đó gần khoảng 10 ngày rồi. Mình cũng đã định là shoot những cái video mà bào hết công suất của iPhone 15 Pro để xem chất lượng tối đa nó đạt được là như thế nào. Các bạn nghe giọng mình là các bạn biết rồi đó. Trong thời gian này thì mình quá bận cho nên là mình không thể nào sắp xếp được hết thời gian để mình có thể trải nghiệm qua nhiều cái thể loại khác nhau, giống như là khi mà mình đang trải nghiệm về máy ảnh. Nhưng mà cũng nhân cái dịp là anh em mình tập trung lại với nhau ở Đà Lạt để có thể vui chơi, giải trí, xả stress, thì nói vậy thôi chứ sách đồ theo trải nghiệm luôn. Đường đến Paris. Đấy, đang tới tháp Eiffel này. Quay về quê của Andrew. Khá giống không khí ở Sài Gòn. Thêm một điểm không thể nhắc đến là trên iPhone 15 Pro và Pro Max chúng ta có thể quay video trực tiếp lên ổ cứng rời. Thực chất thì ProRes đã có trên iPhone 13 Pro Max từ năm 2021 và trên iPhone 14 Pro Max cũng vậy. Nhưng mà bản chất là mình không thích những cái chi tiết nằm trên cái file quay bình thường của iPhone 14 nè, iPhone 13 Pro Max đồ này kia ha. Cơ bản là với những cái thiết bị di động, cái vùng nét của nó hơi răng cưa, cũng như là những cái vùng ven của tóc, những vùng rìa, cây cỏ hay là bất kỳ một cái chi tiết nào ở vùng rìa đều đem lại một cái cảm giác nó hơi giả một xíu, và nhất là da mặt á, nhìn nó lúc nào cũng kiểu rất là khắc khổ ấy. Nhưng mà với Pro và Pro Max năm nay á, thì có thêm Lock Profile. Về cái vấn đề Lock Profile trên điện thoại á, thì cũng có khá là lâu trên Filmic Pro rồi. Diễn nào. Nhưng mà cơ bản á, là trên một cái app thứ ba cho nên là sẽ tốn tài nguyên của máy, cũng như là quay trong thời lượng dài á, nó sẽ nóng máy hơn. Thôi anh đã đến đây rồi, chỉ có idol TikTok đây rồi. Vậy anh là Hiếu BK không ạ? Rất nhiều bên thứ ba hiện tại đang bán những cái case để chúng ta có thể cầm rồi gắn dây, nối ổ cứng rồi các kiểu. Nhưng mà với mình đây là một thiết bị di động cho nên là lúc mà chúng ta rút ra khỏi túi quần thì chúng ta phải quay được liền luôn. Thường thì mình cũng sử dụng những cái SSD có kích thước nó nhỏ thôi chứ nó không có quá lớn, để phòng trường hợp mà mình đi du lịch này kia mình cầm theo nó sẽ đỡ lít kích, cũng như là giảm được tải trọng càng nhiều càng tốt. Mấy hôm trước thì mình có test quay với lại những cái cáp USB Type-C như thế này. Nhưng mà có một cái vấn đề xảy ra, đó là khi mà chúng ta set up lên á, thì cầm nó hơi kiểu cồng kềnh một xíu ha, dây nó bị lồi ra đây. Với lại thêm một phần nữa là khi mà chúng ta cầm quay á, những cái sợi dây như thế này chúng ta dễ bị đụng tay vô á, cho nên là có những cái trường hợp khi mà mình đang quay á, thì nó sẽ bị disconnect trong cái lúc mà mình đang quay.
Tự nhiên đang bấm quay xong cái nó không load được file nữa và không ghi đề được tiếp tại vì nó đã bị disconnect rồi. Sau đó là mình chọn giải pháp là mình lên sọc be, mình kiếm hai cái cổng chuyển USB Type-C như thế này. Chơi game thì các bạn sẽ gặp cái này nhiều hơn. Đây là cái đầu chuyển USB Type-C, sau khi nối vào như thế này thì gắn vào phía sau của điện thoại. Mấy hôm đầu thì mình có test với ổ XS1000 của Kingston. Nhưng mà gặp một cái vấn đề đó là cái ổ này á, cái bộ nhớ đệm của nó quá ít, thế nên là khi mà mình quay với những cái shot dài á, sẽ xảy ra cái tình trạng là bị drop FPS, drop frame đấy. Setup của mình thì nó chỉ như thế này thôi. Mình đã có thể quay được 4K 60 frame ra ổ cứng rồi. Nhưng mà để an toàn hơn thì chúng ta cần backup thêm những cái ổ cứng có cái bộ nhớ đệm cao. Những cái giải pháp như là ổ T7, T5 của Samsung. Trước đó thì mình mua những cái này để quay với máy quay Blackmagic Pocket hoặc là những cái ổ cứng di động của SanDisk này kia chẳng hạn. Và tất cả những cái ổ cứng này mà mình đang dùng á, nó phải đáp ứng được một cái tiêu chí, đó là thực dụng. Nó chẳng có đèn LED RGB gì cả. Tại vì hiện tại cái nguồn ra của cổng USB Type-C trên iPhone 15 Pro và Pro Max á, chỉ tối đa là 4.5W thôi. Thông tin về hai cái đầu chuyển này thì mình cũng kiếm trên Shopee thôi, cho nên nếu bạn nào quan tâm thì mình để ở dưới phần mô tả nha. Năm giờ 17 phút. Mexico, Tùng Phạm. Chưa ai dậy cả. Con nó, à con nó ở đây. Tên bông. Con này là bông. Trời ơi, mừng nhá nha. Tao, tao, tao. Let's go, let's go. Tao. 6 giờ sáng rồi các bạn, rất là tăng động. Bây giờ tầm khoảng gần 6 sáng các bạn. Xong rồi Tùng thì lên khá sớm. Xong rồi các bạn chúng ta thì chưa ai dậy cả. Bạn người già sao bạn không ngủ với bạn dậy rồi này? Tôi 3 giờ tôi dậy mẹ rồi. Dậy đi, kêu mọi người dậy hết đi, mẹ mặt trời lên là đẹp lắm. Đây là màn hình của 14 Pro Max. Thì nhìn nó có vẻ sharp hơn ở vùng cỏ này. Trời ơi, giờ này đẹp vậy mà chưa ai dậy cả. Chú Bông ở đây. Chú Tùng. Thì đại là đang có đứa đang ở trên đây rồi. Còn ở dưới kia còn bao nhiêu đứa nè. Sao sao nó cùi ra chưa thấy đâu. Tối qua là tụi mình đã đốt lửa, ngồi đàn hát các kiểu ở đây. Có tầm khoảng lửa, một là khu này. Khu này, một là đốt lửa ở khu này. Một đêm mình ngồi ở đây, trong cái lùm cỏ kia có con cái. Bên đây có con cái, lại thêm một cái lớn nằm bên sân bên kia nữa. Cam 2X đó, thì cái khả năng chống rung của nó cũng tốt. Đâm ra là nhìn một cái góc nhìn kiểu mắt người á, nó sẽ ok hơn các bạn. Nó xóa phòng chủ thể phía sau, xong rồi nét nhân vật phía trước. Giờ ta đi đâu đây, hiểu biết cây? Đuôi chè cầu đất. Let's go go go. Behind the scene của trường trước video. Có phong đồ cái kiểu. Tôi nhớ quay nhau cũng chả nói gì. Video travel đơn độc một mình. Xong rồi. Ít lắm lại ấn vào. Ra rồi. Bây
theo mình thấy thì với iPhone 15 Pro là đã rất phù hợp với những bạn nào mà đang quan tâm đến làm sáng tạo nội dung nè, hoặc là những bạn nào đang tìm hiểu đến làm video nói chung, hoặc là làm video trên thiết bị di động nói riêng. Tất cả những tư liệu trong cái vlog này, trừ cái đoạn talking head này ra, thì mình đều quay bằng iPhone 15 Pro và Pro Max của Andrew. Theo đánh giá của bản thân mình thì đợt này iPhone 15 Pro và Pro Max nó thay đổi hoàn toàn cái thói quen sử dụng điện thoại của mình. Tại vì trước đó các bạn thấy là trên kênh của mình quay vlog rất là ít, mình quay rất ít luôn, tại vì mình rất ngại. Một phần là tại vì mình ngại vì mình cầm những cái thiết bị nó quá lớn, quá cồng kềnh. Nhưng mà với cái chất lượng hiện tại của iPhone 15 Pro cũng như Pro Max thì mình cảm giác như là mình có thể thoải mái hơn khi mà vlog á, tại vì điện thoại thì quá nhỏ gọn mà mình không muốn nói quá chuyên sâu về những cái thay đổi hiện tại của iPhone 15 Pro cũng như iPhone 15 Pro Max. Nếu như bạn thắc mắc cũng như là muốn mình trải nghiệm những cái tính năng gì trên iPhone 15 Pro cũng như là Pro Max thì các bạn có thể comment phía bên dưới nhé. Mình sẽ đi mượn một con Pro Max để mình trải nghiệm. Còn nếu như cảm thấy video này thú vị và ảnh hưởng đến bạn thì đừng ngần ngại like và subscribe channel của mình nha. Và đừng quên chia sẻ đến những người có cùng đam mê giống mình nhé. Peace. Nếu như mà xài cái ổ T7 thì nó hơi cứng cam của mình một xíu. Chắc là mình sẽ phải kiếm một cái cọng cáp này nó mỏng hơn. Hoặc là mua iPhone 15 Pro Max. Tiền thì không có mà cứ khoái làm content trải nghiệm thiết bị mới.